Nam Phong, Bùi Tùng cũng như tất cả cô chú anh chị em đang theo dõi diễn đàn. Thì hôm nay vào cái tiêu đề của ngày hôm nay để chúng ta thảo luận thì cũng xung quanh cái việc COVID và triển khai tiêm COVID, tiêm vaccine, chủ đề vaccine và xung quanh cái chủ đề là tiêm vaccine cũng như là cái phản ứng của người dân về cái việc mà tiêm vaccine. Thì như cái việc hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh triển khai diện rộng tiêm cái kèm theo chứ không phải là tiêm độc vaccine Sinopharm nha mọi người nhé. Tức là vẫn có ba cái loại của Mỹ, của Anh và kèm theo những cái này, nhưng mà vừa lấy Lan Hoàng cắt mất cái bài báo đi rồi. Tức là có những người có nhu cầu chứ không phải là ép người dân phải tiêm. Cho nên là như quận 1 đây, cái câu trả lời của quận 1 thì chúng ta cũng thấy rồi đúng không ạ? Qua phản hồi của Ủy ban Nhân dân quận 1, sự việc trên là có thật. Sáng nay quận 1 tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 huyện Huyền Trân Công Chúa. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên đến 9 giờ thì hết loại vaccine này. Sau đó quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về như clip. Thì đó là có tiêm là tiêm cái này là cái Sinopharm là cái bước cuối cùng, là ai có nhu cầu thì tiêm, không có thì có thể bỏ về. Nhưng theo Lan Hoàng thì có thể ai không tiêm thì có thể bỏ về, không ép phải tiêm, nhưng mà về trong cái sự lặng lẽ. Nhưng mà trong đó mình không nghĩ rằng là có những người đã được thông báo đến tiêm thì hôm nay có tiêm những cái loại tiêm vaccine này, thì có những người mà cố tình đến chỉ để là gây rối xong về chứ không phải là cố tình đến để tiêm. Thì mời Bùi Tùng và Nam Phong đưa ra những cái ý kiến nhận xét về cái vụ việc và những cái vấn đề xung quanh cái việc tiêm phòng của quận 1 này. Anh Phong trước đi anh. Ok, mình cái clip này thì mình cũng vừa xem lúc buổi trưa á. Thì rõ ràng nó là một cái là clip thật chứ không phải giả, thì có cái sự gọi là lên tiếng của chính quyền quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo cái đánh giá của mình thì mình có cái quan điểm trước đây rồi, có nghĩa là trong cái thời buổi này, trong cái đợt dịch căng thẳng này thì vaccine, chúng ta dùng vaccine là chung luôn đó, là được chích là rất là quý. Có nghĩa là chúng ta chích để làm gì? Để chúng ta có một cái cộng đồng mạnh khỏe, khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội. Chứ không phải chúng ta có quyền không tiêm, kể cả vaccine Mỹ hay Anh gì cũng vậy. Đó là cái quyền tự do. Nhưng mà chúng ta phải xác định được mình là một cái con dân sống trong một cái đất nước đó. Thì mình phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là gì? Chúng ta tiêm để chúng ta bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người thân, cho gia đình, cho chòm xóm và cho cả cái thành phố các vị đang ở. Chứ không phải chúng ta tiêm cho bản thân mình. Có thể các vị khỏe, các vị không chết vì vaccine, vì COVID. Nhưng các vị nhiễm, các vị dương tính, các vị có thể lây cho cha mẹ các vị, những người già, đúng không? Hoặc là con cái các vị, những đứa trẻ đó. Thì lỡ may người ta chết thì các vị có thấy ân hận không? Có hối hận không? Cứ nói đi. Thì rồi. Thì đó, mình nói là ở cái vai trò đó, góc độ của một cái người dân, thì cái hành động chúng ta bỏ về như vậy, chúng ta phải suy nghĩ lại. Chính quyền thì không ép, không ai ép chúng ta phải chích cái này, chích cái kia, tiêm cái vaccine này, vaccine kia hết. Đó là cái ý thức của mỗi người. Đó. Thì tôi mong rằng các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Thứ nhất đó, có một cái ông nào nói là nếu mà chích chết thì ai chịu, đúng không? Chết thì ai chịu? Các vị nên nhớ cái vaccine này nó đã được tiêm cho rất nhiều nước, cả trăm nước trên thế giới rồi. Mà tiêm rất là lâu rồi chứ không phải mới đây. Đó.
mà có ai chết, có ai phản ảnh về cái việc tiêm vaccine này chết đâu. Thậm chí những cái nước đó như UAE của Tây Á nó giàu có như vậy mà nó cũng chích vaccine này đó. Và bây giờ đất nước đó giống như là gọi là miễn dịch cộng đồng rồi, coi như nó sống bình thường giống như chưa có dịch. Trong khi ở Việt Nam mà bây giờ được chích miễn phí mà chúng ta còn còn có cái hành động, tôi cho rằng nó thiếu suy nghĩ và nó vô trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội, vô trách nhiệm. Biết bao nhiêu nước chích rồi, như Campuchia sát bên Việt Nam nó cũng chích muốn hết rồi đó, trong khi chúng ta không chịu chích. Rồi sau này mà chậm trễ cái việc chích vaccine, ví dụ tỷ lệ nó thấp là bắt đầu các vị kêu gào, nó tại sao cái nước kia nó chích 70%, nước kia 60, còn Việt Nam 20-30. Đó, miệng lưỡi các vị nó ghê gớm, nó bẩn thỉu, đúng không? Trong khi chúng ta đã có vaccine chích miễn phí mà chúng ta còn có cái hành xử gọi là thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm như vậy. Cái vaccine của Trung Quốc, của Mỹ, của Anh, bất cứ nước nào được lưu hành, chào anh sĩ, bất cứ nước nào được lưu hành hiện nay đều được Tổ chức Y tế Thế giới WHO người ta đã kiểm duyệt và người ta khẳng định nó được phép lưu hành và đảm bảo gọi là cái yêu cầu đặt ra đó. Rồi bao nhiêu nước đã chích cái vaccine này rồi, cả 100 nước rồi, rồi 1 tỷ mấy dân Trung Quốc nó không chích rồi. Nếu nó chết thì nó chết hết rồi, không đến lượt Việt Nam là những nước gọi là gần như cuối cùng chích vaccine của Trung Quốc rồi đó. Mà tại sao các vị phản ứng một cách tiêu cực, một cách vô trách nhiệm? Các vị sợ chết đến mức độ đó. Tôi chưa thấy ai chích vaccine Trung Quốc chết, mà những cái người chết toàn là cái người chưa chích vaccine thôi. Chúng ta thấy hàng ngày có mấy trăm người chết là toàn những người chưa chích vaccine. Chứ còn người chết rồi có ai chết đâu. Coi clip mà thật sự mình rất là hụt hẫng, rất là buồn. Đúng rồi, về chú cái nhà đưa cái thông tin này đúng đấy. Nhưng ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có thông báo thì cũng có cái mẫu đơn đấy thì chúng ta có thể chọn. À, thì chúng ta có thể chọn và chính quyền không ép. Cái đó là, cái này là cái quan điểm rõ ràng. Và cái việc mà một số người có cái hành động đó có phải bộc phát hay là người ta cố tình? Đúng rồi, Quảng Linh đi sau có thể là về trước về cái miễn dịch dịch cộng đồng ấy. Quảng Linh họ chấp nhận tiêm cái đấy, đi sau khi về trước về cái miễn dịch. Rồi mà Lâm Phong Quyết chết cách đây khoảng 10 ngày là đã có ngấm ngầm ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, đã truyền tay nhau cái việc đừng, có nghĩa là tẩy chay vaccine Trung Quốc. Có ngấm ngầm từ cách đây 10 ngày nửa tháng rồi. Và mình cũng đã có chia sẻ cái vấn đề này rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy cái clip thì rõ ràng họ, một số người dân, mình không nói hết, thì cái nhận thức họ quá kém. Không chỉ là nhận thức kém mà là nó thể hiện cái sự vô trách nhiệm. Mình nhấn mạnh cái việc vô trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội. Trong khi cả cái cộng đồng này, họ tập trung lại đó, tập trung hết cái nguồn lực để mà chúng ta dập dịch càng sớm càng tốt, để chúng ta đạt được cái gọi là miễn dịch cộng đồng, để cái đất nước chúng ta trở lại như trước khi chưa có dịch. Mọi người đều có công ăn việc làm, kinh tế phát triển, đúng không? Sức khỏe ổn định. Nhưng mà tại sao một cái số thành phần này lại thể hiện cái sự gọi là vô trách nhiệm mức độ thật sự là rất là buồn, thậm chí là có những lúc mình thấy phẫn nộ về cái hành vi. Cũng có người nói với mình là vaccine Trung Quốc đừng chích, mà đúng sáng nay mình đi tới cái ngày mình đi mua đồ 4 ngày đi ra siêu thị mua, thì đi ngang cái điểm chích cũng có một số người nói vaccine Trung Quốc. Mình chưa chích, ngày mai là mình chào anh Việt Quang, ngày mai là mình bắt đầu đi chích. Không biết Tấn Phát chích chưa chứ ngày mai là bắt đầu. À, cái chị tổ trưởng nói là không cần phải thông báo, đem chứng minh ra đó chích thôi, đăng ký là chích, thì ngày mai mình đi chích. Và mình dám khẳng định một điều, vaccine Anh, Mỹ hay Trung Quốc, vaccine nào mình cũng chích hết. Mình rất tiếc một điều là mấy cái nick Facebook mình bây giờ nó bị báo cáo hết rồi, không có like, không có chia sẻ,
không có viết bài được. Chứ nếu được thì mình có thể mình tới đó mình live stream trực tiếp cho các bạn thấy luôn, anh chị em thấy luôn. Và mình nếu mà có vaccine Trung Quốc mình cận cảnh cái vaccine đó luôn, mình chích như thế nào. Có cái gì đâu mà sợ. Cả thế giới này nó chích, các vaccine Trung Quốc nó chích hết nữa rồi. Có đất nước nào nó kêu gào giống như Việt Nam mình đâu. Thật sự là rất buồn. Mình dân mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh đây. Đó. Và mình mong rằng nếu sau này có thì ai đó hãy suy nghĩ cho thật chín chắn, hãy thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với cộng đồng, đối với cả cái đất nước này. Đâu phải các vị bỏ tiền đâu. Thật sự các vị bỏ tiền, các vị còn phải kén cá chọn canh đây, miễn phí mà các vị thể hiện. Thật sự là đáng buồn. Thì qua cái clip cái được chia sẻ ngày hôm nay thì mình có một vài cái ý kiến cá nhân về cái vấn đề này. Mời tiếp tục Bùi Tùng đi. Chào Tuyết Nhung Phạm. Chào Tuyết Phạm. Mời Bùi Tùng. Em xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn cũng như anh Lan Hoàng, anh Nam Phong à. Em coi clip thì em có những nhận định như sau. Cái thứ nhất á, là khi là ban đầu khi mà cái anh ở cái địa điểm chích đó, anh giới thiệu là tiêm vaccine Sinopharm á, Vinocell của Sinopharm thì bắt đầu có người là cảnh khóe. Em thấy là có người dưới cảnh khóe là của Trung Quốc sau mà chích á. Thì có nghĩa là ngay từ đầu theo em nghĩ là có một bộ phận, một nhóm người nào đó họ đến đây với mục đích không tốt. Theo em nghĩ như vậy, một bộ phận đó đây không tốt, có nghĩa là họ có ý tưởng bài xích vaccine Trung Quốc ngay từ đầu. Và khi họ đến đây là họ có cái tâm niệm ngay từ đầu là họ muốn bài xích rồi, chứ không phải là họ vô tình nha mấy anh. Theo em nghĩ là có một bộ phận là bài xích rồi. Thì cái anh kia anh giới thiệu là tiêm, bây giờ là tiêm vaccine là Sinopharm thì anh nói đâu có sai đâu, mà bắt bẻ ảnh cái chuyện là phải nói rõ nguồn gốc là em thấy là thấy nghi nghi rồi. Rồi cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai á, là ý của họ nói ở đây á, là trong khi mà tiêm xong cái AstraZeneca thì tiêm Sinopharm tại sao không có thông báo cho họ. Thì em nghe loáng thoáng theo cái thông tin á, thì em nghĩ cái ý kiến này có vấn đề. Bởi vì em và tất cả những cái người dân khác cũng như các anh chị khác theo dõi các cái vùng miền, khi mà chúng ta đi chích á, thì trước khi chúng ta đi chích thì chúng ta sẽ có một cái bản thông báo ở cái nơi mà chúng ta chích, sẽ có một cái bản thông báo của chính quyền địa phương nơi chúng ta chích, là chúng ta sẽ chích ngày nào, giờ nào, địa điểm tại đâu, giai đoạn 1 là chích bao nhiêu người, hay là giai đoạn 2 là chích ở độ tuổi nào, giai đoạn 3 chích ở độ tuổi nào, bao nhiêu người. Là tất cả những cái thông tin đó nó sẽ được niêm yết rất là rộng rãi trong những cái website, hay là trong những cái Zalo của quận huyện, bộ của y tế của quận huyện, của từng cái phường xã đó, người ta in ấn rất là rõ ràng. Hoặc là khi mà mình đến cái địa điểm tiêm á, thì em nghĩ họ sẽ treo pano, hoặc là họ treo tất cả những cái thông tin, họ viết, họ in những cái thông tin lên những cái bảng thông tin là hôm đó là tiêm cái gì, những người nào được tiêm, tiêm như thế nào, tiêm loại vaccine gì. Thì em nghĩ là không bao giờ có cái chuyện mà không thông báo trước cho người ta là loại vaccine gì. Em nghĩ là tất cả đều có hết. Nếu như có vaccine gì, còn cái gì là người ta sẽ thông báo đầy đủ trong cái chỗ tiêm hết. Chứ không có cái chuyện mà không được thông báo, rồi đến đó khi mà họ thấy tiêm cái loại mà không thích thì họ như thế này, họ như thế kia. À, thì trong cái đoạn clip thì em thấy là khi mà anh bên đội tiêm chủng anh giới thiệu là hôm nay sẽ tiêm Sinopharm á, thì có một bộ phận bắt đầu phản đối, bắt đầu la lối và phản đối. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh giải, ảnh thì ảnh cũng điều đình, và sau đó ảnh nói, ảnh có nói một cái câu là có thuốc là may rồi. Thì cái câu nói đó bình thường mình nghĩ nó sẽ là một cái câu nói có thể kích động những người khác suy nghĩ, nhưng mà thật ra anh ấy nói đúng mà. Em nghĩ anh ấy không nói sai, không nói sai một chút nào hết. Nhưng các anh chị cũng thấy đó, bây giờ vaccine trên thế giới, bây giờ cái nguồn cung nó rất là ít, cầu nó rất là nhiều. Trên thế giới hầu như nước nào bây giờ cũng muốn mua vaccine hết. Đấy. Nhưng mà cái nguồn cung thì rõ ràng rất là khó. Tại vì sao? Là tại vì ngay tại các quốc gia mà đang sản xuất vaccine thì họ cũng đang bị dịch. Họ cũng đang bị dịch. Điển hình là nước Mỹ. Nước Mỹ cũng có rất nhiều loại vaccine đang sản xuất như Pfizer hay là Moderna hay là AstraZeneca. Họ cũng có rất nhiều loại vaccine của họ. Nhưng mà bây giờ họ còn phải đi tiêm chủng cho dân chúng của họ nữa.
hay là ở Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc cũng phải tiêm cho dân của họ, rồi ở tất cả những cái nước nào mà sản xuất vaccine trên thế giới họ cũng phải cung ứng, nội địa là đầu tiên rồi đến cái việc cung ứng ở ngoài. Do vậy cái nguồn cung bây giờ là rất là khan hiếm, mà cái nhu cầu của thị trường bây giờ rất là nhiều vì tình trạng dịch bệnh nó lan tràn khắp khắp nơi trên thế giới. Thì cái anh đó anh nói là có thuốc là may rồi, là anh nói đúng. Có thể theo phương diện của những người có ý nghĩ gọi là đến đó để bài vaccine Trung Quốc thì họ nghĩ là anh nói cái gì đó có dạng xúc phạm, nhưng em nghĩ cái câu đó nó hoàn toàn là không có sai. Về cái chừng mực nào đó thì không hề sai một chút nào. Và sau đó khúc cuối cùng thì anh cũng nhấn mạnh một cái chỗ mà cái chỗ tiêm chủng đó là cái tiêm chủng là cái quyền lợi của mỗi người dân. Đấy, ai thích tiêm thì tiêm, ai không tiêm thì đi về, nhưng mà phải nhớ rằng đó là nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân. Thì em thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng mà nếu như mình nói á, tiêm vaccine là quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân không cũng không đủ nữa, mà phải nói là tiêm chủng là cái cầm nắm. Hiện giờ việc tiêm chủng là đang nắm cái vận mệnh của quốc gia đó, chứ không phải là chỉ riêng mình nữa. Cũng em cũng đồng suy nghĩ với Nam Phong á, cái việc mà một cá nhân không tiêm chủng á, không chỉ là hại chết cái bản thân của người đó mà nó có nguy cơ hại chết những người khác. Bởi vì khi anh không tiêm chủng thì anh sẽ lây, anh sẽ bị dính corona, rồi sau đó anh lại lan truyền cái bệnh đó, cái chủng đó đi khắp nơi, khắp người này đến người khác. Thì cái việc tiêm chủng của anh á, nó không chỉ là ảnh hưởng vào cá nhân anh mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng này nữa. Cho nên theo em nghĩ bây giờ việc tiêm vaccine á, nó là một cái yếu tố quyết định đến cái vận mệnh sinh tồn của mỗi quốc gia, là bắt buộc phải đi tiêm chủng. Đấy. Cũng giống như là lời tuyên bố mới đây của Tổng thống Joe Biden ở Mỹ, ông cũng đã nói trước quốc hội và trước dân Mỹ cũng nói rất là kỹ rồi. Bây giờ nước Mỹ đang vào trong một cái bước ngoặt và chỉ có tiêm vaccine thì mới giúp nước Mỹ thoát ra khỏi cái vấn đề nội tại bây giờ. Thì Việt Nam chúng ta cũng phải trên tinh thần như vậy, là không thể nào mà đi lựa chọn vaccine cho được. À, thì em theo thông tin em cập nhật á, thì trong bản tin VTC người ta nói là cái địa điểm tiêm đó là người ta lúc đầu là người ta có tiêm AstraZeneca, rồi sau đó họ tiêm Vinocell vào. Thì theo em nghĩ là sẽ có cái cung cấp cái thông tin ngay từ ban đầu rồi, và những cái người mà đến đó hò hét hay là gào thét thế này thế kia á, thì theo em nghĩ thôi, đó là những cái thành phần có cái gì đó bài tà, hoặc là có những thành phần phá hoại vào trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là nếu như những người mà có lý trí, có suy nghĩ, thì khi nếu như thật sự mà người ta tiêm chủng cái một loại vaccine đó mà họ không thích loại vaccine kia thì họ sẽ lẳng lặng đi về anh ạ. À. À, các anh chị ạ, à, họ sẽ lẳng lặng đi về, nhẹ nhàng đi về. Còn ở đây á, là khi á, họ theo họ là họ không thích chích vaccine Trung Quốc và được đề nghị tiêm một cách là rất là, em gọi là rất là theo nghĩa vụ, thì họ quay ngoắt sang rồi họ bắt đầu là họ chê bai bỉ bôi, rồi giống như cái dạng quậy phá. Thì điều đó là những cái hành vi cực kỳ là xấu. Nếu anh không thích tiêm thì anh cứ lẳng lặng đi về, không ai cấm, không ai ép hết, cái đó lẳng lặng anh đi về. Còn ở đây là rõ ràng quay lại là bắt đầu là nói rồi bắt đầu hầm hè chuyện này chuyện kia. Thì em thấy là cái những người mà như vậy trong cái nơi tiêm vaccine đó, em nghĩ là họ đến đây không phải là dụng ý tiêm đâu mấy anh. Em nghĩ như vậy, em cảm nhận như họ có những cái dụng ý khác. Đấy, còn cái chuyện tiêm là cái chuyện bắt buộc phải làm rồi. Rồi em có một cái này, không biết anh Lan Hoàng và anh Phong có cùng suy nghĩ với em không, đó là cái chỗ tiêm như vậy mà tại sao em thấy hình như không có lực lượng an ninh ở đó mấy anh chị. Tại vì theo em nghĩ là nếu như thật sự á, mà có những cái tình huống như vậy, nơi đông người như vậy, em nghĩ là cần thiết phải có lực lượng an ninh để đến kiểm tra hay là đến. Mọi lần tiêm thì nó vẫn ổn, nhưng hôm nay đưa ra cái việc tiêm Trung Quốc thôi thì để cho Lan Hoàng nói một chút về cái vấn đề này. Thật ra thì cũng không hẳn là có những, mình là nghĩ rằng là trong đó thì có những người người ta cố tình đi để chống đối cái vaccine Trung Quốc, nhưng mình cũng nghĩ là nghĩ cho nó công tâm ra thì vaccine Trung Quốc có loại vaccine kém chất lượng thật. Thế nhưng mà kể cả chúng ta lẫn các cái cơ quan chức năng ấy, ít những cái bài phân tích hay là tuyên truyền về cái Sinopharm này, đại loại Trung Quốc nó đến 6 loại vaccine á, thì chúng ta ngay cả bản thân chúng ta hay gọi chung là vaccine Trung Quốc. Mọi người có đang nghe không đấy? Có, có. Nghe. Ừ, thì
Ngay cả Lam Phong có thấy không, ngay cả chúng ta cũng cứ gọi tắt là vaccine Trung Quốc, nhưng Mỹ nó có hai loại thì chúng ta gọi tên rõ ràng ra hai loại đúng không ạ? Thì đây là kể cả chúng ta lẫn những cái cơ quan chức năng cũng không có những cái bài phân tích hay là hướng dẫn người dân là vaccine nó tên là này, nó khác với cái vaccine kia, cái loại này nó bao nhiêu phần trăm loại kia, rất hiếm tìm được những cái thông tin như thế. Cho nên là mặc định người dân là nhận thức là cái chất lượng vaccine của Trung Quốc nó kém, chứ cũng không hẳn nhiều người bài trừ cái đồ của Trung Quốc, nhưng chung quy lại chỉ gọi là vaccine Trung Quốc thì người ta tự thấy được nhiều cái bài viết là vaccine của Trung Quốc nó kém chất lượng, mà trong khi đó Trung Quốc nó đến 6 loại vaccine, thì cái loại của Sinopharm thì được WHO họ phê chuẩn và đạt cái hiệu quả cao. Thế cho nên là mình nói là ngay cả bản thân chúng ta cũng gọi là vaccine Trung Quốc. Đấy, cho nên là tự chung là mặc định trong đầu người dân là sẽ nghĩ là vaccine Trung Quốc nó kém hiệu quả. Và nhất là các cái cơ quan báo chí rồi những cái tuyên truyền rồi những cái tờ báo rồi những cơ quan chức năng cũng ít phân tích. Ta phải thể hiện cái trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Đất nước đã làm cho chúng ta nhiều thứ, nhiều lắm mà, nhiều điều. Những cái người mà đi chích vaccine này nè, mà phản đối, tôi đảm bảo không có mấy người mà ủng hộ cái gọi là cái tiền, cái quỹ vaccine đâu. Tôi dám khẳng định điều đó luôn. Chắc chắn là một điều như vậy. Không có mấy người mà ủng hộ đâu. Nhưng mà khi được tiêm miễn phí thì thật sự là có mặt đầu tiên. Cho nên là mình đã không làm được gì cho đất nước thì mình ủng hộ bằng cái cách chúng ta tự giác. Chúng ta làm bằng cái trách nhiệm của một người công dân. Đó, hiện tại là chúng ta phải làm. Rồi cái thứ hai nữa mà tôi muốn nói là chúng ta nên có gọi là cái hộ chiếu vaccine. Đó, ai chích rồi chúng ta cấp cho họ gọi cái hộ chiếu vaccine đó. Để làm gì? Để chúng ta bắt buộc những cái người nào mà họ chấp hành tốt, họ đi tiêm đầy đủ thì cấp cho họ hộ chiếu. Còn những kẻ chống đối không chịu tiêm, đó, cố tình hay là gì không biết, trừ những người không tiêm được thôi, được gọi là không do sức khỏe hay do những cái khách quan gì đó không tiêm thôi. Còn những cái kẻ cố tình không tiêm thì không có cái hộ chiếu đó thì khỏi đi đâu hết, khỏi đi máy bay, khỏi đi xe, khỏi vô những cái nơi công cộng, đúng không? Bởi vì anh cố tình ủng hộ cái ý kiến đấy của Lâm Phòng. Mà tới đây cũng có cái hộ chiếu vaccine rồi thì thay vì cái giấy đi đường thì có cái hộ chiếu vaccine nữa thì chỉ đúng ra rồi, mình thấy đỡ phải đó mất công phải xin giấy đi đường. Đương nhiên thì vẫn cấm tụ tập đông người, cấm, nhưng mà nếu mà đi đường lại để mưu sinh hay làm việc một mình thì vẫn có thể chìa cái hộ chiếu vaccine ra, thì cái điều đó là mà chúng ta đáng lẽ phải làm, nên làm cái đấy trước thì có lẽ cái người phản đối nó sẽ rất ít. Cũng như là cái hình của Lan Hoàng, đằng sau Lan Hoàng này, hôm nay của ngày hôm nay của thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người này, tại vì có lẽ là tới 15 tháng 8 này sẽ gia hạn giãn cách, thì hôm nay nói chung là thấy cái tình hình này, thấy trong mấy ngày tới ca sẽ tăng cao, mọi người vẫn đổ ra đường quá đông. Thứ nhất là tại sao thành phố Hồ Chí Minh bị lâu vậy, đúng không? Bị lâu vậy, chỉ thị 15 xong thấy không ổn, đến hai lần chỉ thị 16 vẫn chưa ổn, là vì cái ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn kém. Tôi nói thẳng là còn kém. Cho nên cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa kiềm chế được nó. Chứ nếu chấp hành tốt khoảng 90 mấy% thì bây giờ chỉ cần 1-2 lần cách ly là nó hết rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn cái số lượng người mắc vẫn còn cao, một ngày cũng mấy ngàn, 3000 mấy, thì có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục cách ly. Mà cái đó ai thiệt? Người dân là cái người thiệt, chính chúng ta làm thiệt cho chúng ta trước. Đó, lại cách ly, lại phải chờ kiềm chế được dịch, chúng ta mới lại được được ra, được đi làm, được gọi là tự do hơn. Có cách ly thì đương nhiên nó phải gò bó rồi, không thể nào mà so với lúc bình thường được. Đó, cho nên là cái quan trọng nhất ở đây là ý thức của người dân, chứ không phải là của
đảng nhà nước chỉ đề ra những cái chỉ gọi là cái chủ trương chính sách để áp dụng, và cái người dân là cái người thực hiện, cái người thụ hưởng. Thực hiện tốt thì chúng ta được hưởng, còn chúng ta thực hiện không tốt thì cái mà chúng ta không được hưởng đó là gì? Đó là bệnh tật, không? Đó là chết chóc đau thương, đó là đục khẩu về kinh tế, phá sản rồi nhiều doanh nghiệp này kia, lâu quá thì người ta không có trang trải được, thì cái trường hợp phá sản này nó đó là dân chứ là ai? Tiện Nam Phong nói thì đại loại là như có cái Vinocell của Sinopharm chích thì nó sẽ bảo vệ cộng đồng, vì bây giờ cái lượng lây nếu mà một người mà mắc thì nó là theo cấp số nhân, vì cái chủng Delta này nó rất là nguy hiểm, cho nên là tiêm được sớm thì sẽ hạn chế được. Chứ bây giờ tiện Nam Phong nói thì mình chia sẻ luôn cái này đấy, có tiêm còn hơn nhà nước chúng ta làm hết sức mình. Đây này, nước ngoài còn có những cái việc như này, mời Nam Phong đã đọc qua rồi thì chia sẻ thêm về cái vấn đề này. Các cái đài địch chống phá về cái vấn đề là vaccine Trung Quốc rồi là nhà nước, đảng nhà nước không lo cho dân, thì đây họ lo cho dân đây này. À, về cái vấn đề này thì mình xin chia sẻ trước luôn, cái này mình có đọc qua rồi. Thật sự cái việc chích này á, nó đã diễn ra từ tháng 4 rồi, có nghĩa là nước Đức họ triển khai tiêm vaccine cũng khá sớm. Nhưng mà cái người y tá này á, họ lại không hiểu vì cái lý do gì mà họ thay cái vaccine bằng cái nước muối, họ chích cho gần 9.000 người dân ở bên Đức. À, chúng ta thấy không, tư bản đó, một cái đất nước tư bản phát triển hàng đầu châu Âu đó các vị. Nếu cái trường hợp này mà nó xảy ra ở Việt Nam thì không hiểu là những cái kẻ chống phá kia nó sẽ như thế nào nữa. Không biết anh Long Thủy, Nguyễn Văn Đài sẽ như có, thế nào? Nguyễn Văn Đài đúng có rồi. Cái clip nào nói về cái này không nhỉ? Mình chắc chắn là không. Thì mình đang đặt trường hợp là những cái thằng chống phá bên Đức á, Nguyễn Văn Đài nè, Lê Trung Khoa nè, Hoàng Tuấn Bạch nè, và một số kẻ khác liệu có lên Facebook chia sẻ, bởi vì tụi nó luôn luôn núp bóng là dân chủ mà, nhân quyền mà, cho nên cái việc này là cái việc vi phạm nhân quyền nè. Thì có mở clip để chia sẻ không? Mà tôi nghĩ hình như không có, tại không thấy, không bao giờ thấy. Tụi nó chỉ nhăm nhe là xuyên tạc Việt Nam thôi, còn nó ở bên Đức mà có bao giờ nó thấy nói về đất nước không đó. Và rõ ràng cái này là báo chí người ta đã đưa nhiều lắm rồi đó. Một cái này là cái sự mà gọi là mình không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra ở một đất nước văn minh, đúng không? Mình dùng từ văn minh trong một kép nha, chứ mình chưa chắc là nó tự bản là văn minh đâu. Nhưng mà tại vì họ luôn cho họ là văn minh. Cái Việt Nam thì chắc chắn không có giờ xảy ra cái chuyện đó. Ở Việt Nam không bao giờ. Thì những cái kẻ chống cộng đó ở nước ngoài đó có ý kiến gì không? Có mở diễn đàn để phê bình hay sao? Chúng ta, cái diễn đàn của anh em chúng ta gọi là chúng ta đa chiều, chúng ta thực sự dân chủ, chúng ta phản biện, nhưng mà trong nước, ví dụ như cái trường hợp mà Đàm Vĩnh Hưng tổ chức ca nhạc, chúng ta vẫn phải lên án, góp ý cho chính quyền, cho địa phương để lần sau chúng ta làm tốt hơn. Bởi vì rõ ràng nó là cái việc không tốt. Nhưng mà nếu cái không tốt của đám tư bản á, của các nước tư bản, thì cái đám mà chống cộng nó không bao giờ nó hé môi nửa lời. Mà cái việc không tốt nó đầy rẫy, đúng không? Mà không bao giờ nghe cái thằng Tân Thái, cái thằng Benny Trương, cái thằng Trương Quốc Huy, rồi rất nhiều thằng khác hé nửa lời để nó phản biện ha. Hoặc là nó kêu gọi thay cho những cái người bị thiệt thòi đó ở bên nước nó sống. Không bao giờ nghe luôn. Chỉ có nhăm nhe, chỉ mỏ về Việt Nam ẵn như chó dại. Mà có Việt Nam có gì để tụi nó ẵn đó. Thì không có thì phải xuyên tạc bị đặt, tự nghĩ ra. Đó, tự nghĩ ra mà rất nhiều lắm.
ngày nào cũng có cái để tụi nó nghĩ nghĩ ra, để tụi nó xuyên tạc bị đặt. Bởi vì mình dùng cái từ cái đám này là ác quỷ là không bao giờ sai, đó là ác quỷ cho nó, không phải người. Người họ có cái trái tim đó, họ đồng cảm với cái nỗi đau của dân tộc, cho dù họ ở Anh, ở Pháp, ở Đức hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Khi họ nhìn về Việt Nam mà ví dụ thấy là đồng bào hay thấy dân tộc mình đau thương hoạn nạn thì họ phải đồng cảm. Đằng này chúng ta không có thì nó bịa ra cho có, nó làm như Sài Gòn giống như là sắp trở về cái thời kỳ đồ đá rồi đó. Tan hoang hết à, xin chào anh à, cái tên nhạy cảm quá. Anh Chả coi dám nha. đọc cái tên anh nữa em ơi, Rồi Tân Phát nói tiếp đi ta. em thì thấy không biết các anh nghĩ sao, nhưng mà cái vụ mà 9.000 người bị tiêm nước cất này á, thì em muốn chia sẻ là ở ở bệnh viện gì của em á, là có một số bà y tá bà vô trong cái khoa, bà nói những cái vấn đề về tác vaccine Trung Quốc ấy, nhưng mà không 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 ngờ là bị trưởng khoa nghe được, và trưởng khoa đã cảnh báo là sẽ phải ghi kiểm điểm hết á, bắt ghi kiểm điểm, cảnh cáo hết tất cả các y tá nếu như mà cố tình vào trong bệnh viện mà trao đổi với nhau về cái chuyện bài vaccine Trung Quốc ấy. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những cái thông tin sai sự thật, những cái thông tin mà gọi là dùng để bài tào bài vaccine Trung Quốc, bây giờ em thấy nó đang len lỏi rất là nhiều, len lỏi khắp các nơi, và những cái người Sư làm bố trong sọc đội ngũ y lên tế là không em cũng thấy là sao, nó không 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 kéo cũng sư cũng bố sọc lên được. em nghĩ là cũng quyết liệt ấy. Còn cái y tá Đức này thì theo em nghĩ thôi nha mấy anh chị, theo quan điểm của em nghĩ là cái cô này nhiều khả năng là nằm trong cái nhóm mà bài vaccine Sư đó bố mấy anh chị, sọc lên bằng hai lần tức là không lấy làm được sư bố sọc ạ. À? Ừ, đúng rồi theo đó, em nếu nghĩ biết là tôi vậy á, làm mà. có nghĩa là bả nằm trong cái đội ngũ đó, tức là bả cố tình bả làm để bả phá hoại cái chuyện tiêm chủng của nước Đức. Trước đây bả đặt cái gì, bả đặt cái chỉ mỗi cái lợi ích của bả chỉ đặt mỗi cái quan niệm của bả, còn bả vứt hết cái sức khỏe của nhân dân Đức, sức khỏe của người dân Đức, bả vứt vứt xuống sọt rác. Em nhận thấy như vậy á, những cái gì mà gọi là dân chủ tự do của châu Âu mà hay là nước Mỹ, người cứ rao giảng thông qua cái việc này, em thấy đang có sự nghi ngờ lớn, quá lớn luôn. Tại sao lại như vậy? Ví dụ như bà y tá này bà không không thích vaccine thì bà có thể ở nhà, chứ tại sao bà lại cố tình là Vẫn tiêm không lên nước được cất sư cho bố những cái sọc người ạ. mà người ta đang có nhu cầu? Các Sư anh bố chị có sọc thấy không? gửi Có cho nghĩa một là cái bà tin ấy nhắn đi, là gửi cho tức, một cái tin nhắn mình gửi cho cái link. các anh chị có thấy là hình như là bà tước đoạt không? Bà tước Gửi đoạt vào cái link quyền đàng tự do hoàng ấy. dân chủ của người khác. Người khác là người ta có quyền lựa chọn mà bà tước đi như vậy, là bà làm như vậy bà không có dân chủ tự do gì hết. Bà làm sai hết. Đấy, và Cái chúng ta này thấy là phải phải những là cái điều những dạ. này là phải sự ghép vô cái tội, là cái tội cái khung nặng nhất, tội mà cố ý giết người. Nếu người ta mắc Covid người ta chết thì sao, đúng không? Dạ Tội đúng này rồi, phải dạ xử đúng. nặng, xử thật nặng đó. Trong chín người đó, 9.000 người đó thì liệu có người nào mắc Covid chưa, và liệu họ đã chết chưa, có người nào chết không, đúng không? Nếu họ được chết thì họ đâu bị gì đó, nhưng mà phải khung vô cái khung hình phạt gọi là cái tội cố ý giết người đó, phải bình Sao mưa thường. cao? Mà cái này nó rất là nghiêm trọng. Chào thám tử Cao à, bữa nay nghe cái clip của Thái Ngọc Nhiên với lại chị Cao rồi nói về cái vụ hay đó. Mình phải lên án vậy mới được. Nói về cái vụ gì ta? Vụ bà gì á? Mình chẳng quan tâm mấy, không nhớ tên luôn á ta. Vụ xuyên tạc Em cảnh chào sát giao chị thông. Cao Hoàng Lan ạ. Thì cái vấn đề này thì anh em mình cũng có cái gọi là cái tiếng nói thôi. Để mình nói chung nước Đức thì nó không liên quan gì mình lắm, nhưng mà ở đó nó lại có cái liên quan đến cái đám chống phá ở bên Đức. Nếu tụi nó là một cái người gọi là đúng, là những cái người gọi là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, đúng không, thì ở bất cứ nơi đâu nó phải thể hiện được nó là cái người đấu tranh. Nhưng mà thật sự khi mà qua Mỹ, qua Úc hay qua
qua qua Đức đó, thì không bao giờ thấy nó đấu tranh cho cái đất nước nó sinh sống, mặc dù nó đầy rẫy những cái vi phạm đó, cái mà vi phạm về dân chủ nhân quyền, chẳng bao giờ thấy nó hé răng nửa lời. Nhưng mà ở Việt Nam mà có chuyện gì là bắt đầu sồn 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 lên, y như là giống như mình qua nhà hàng xóm luôn, bầy chó nó thấy mình nó ăn chịu không nổi luôn. Tại cái thời điểm đầu, thời điểm đầu mà xảy ra dịch bên Đức, bên bên Ý các thứ còn tranh nhau cướp đồ Trung Quốc, không nên được ra ngoài ạ, nó toàn có cái cảnh báo thôi. Đặc biệt, ủa mà nít báo cáo vẫn lên được mà, riêng cái này nít báo cáo lên được, tại nít mà 5 cái đều bị báo cáo hết. Chính xác em. Cái này là nó có lên bằng Facebook đâu, nó lên bằng cái phần mềm thì cứ lên, còn đâu là Facebook mình phát được mà phát thôi. Nhưng mà vậy là do cái lỗi gì rồi, chứ không phải do bị báo cáo. Cái like hai người bị báo cáo là không lên được. Không lên được. Hai người mà bị báo cáo không lỗi. Mình bây giờ 5 nick mà bị báo cáo hết hết luôn. Giờ không có viết bài, không có đăng, không có like, không gì hết. Có nhiều khi buồn đang cách ly nhà mà không biết làm sao luôn. Rồi cái đề tài này còn cái ý kiến gì nữa không? Mình thì mình không có ý kiến gì, thì chỉ tổng kết lại là bây giờ mà cứ chờ cho đến khi mà được những cái vaccine của Mỹ, của Anh, thì chờ của Việt Nam ra có khi phải kéo dài cả tháng, 2 tháng nữa cũng chưa chắc đã có, thì rất là cái mối nguy hiểm cho cái việc mà cộng đồng. Đây rồi, cái này tôi nên cái cách này thì mới nên được. Chào cả nhà. Thì Giang Hoàng có cái gì về vấn đề vaccine Sinopharm của Trung Quốc thì chia sẻ tiếp để chúng ta chuyển sang một cái chủ đề mới. Thì nãy giờ em nghe ấy mấy anh chia sẻ rồi, thì em mới nói lại thế này nè. Bây giờ y tế, để bật cái cam lên nha, nói mà không em giấu mặt. Cái em nói là bây giờ cái vấn đề Hoàng ơi, xoay ngang cái điện thoại đó. Rồi để em qua ấy là. Trời ơi, cầm vậy khó nói chuyện lắm. Được chưa? Rồi. Rồi, đẹp trai rồi. Thì em mới nói thế này. Bây giờ là cái y tế chứ không lên được nhá, nó vẫn có cái cảnh báo này. Y tế không thể đánh đồng với chính trị được á. Vui à, gửi cái message cho mình xong bắt đầu mình gửi cái link cho thì có thể lên được. Rồi, Giang Hoàng chia sẻ tiếp. Thì em nói rồi, em nhắc lại là bây giờ là cái tình hình cái thuốc vaccine của Trung Quốc á, thì theo em bây giờ nè, cái y tế không thể mà đánh đồng với là chính trị được, anh hiểu không? Cho nên nếu mà ai cảm thấy chích được thì chích, không chích được thì đừng có lôi kéo người khác làm gây hoang mang dư luận, giống như cái vụ ở sân vận động Huyền Trân Công Chúa ở quận 1 vừa rồi, và một trên một cái số trang cá nhân nữa, một cái số trang mà bây giờ là cái trang cộng đồng á, trang dân sinh, chẳng hạn như tôi là dân quận 9 Thủ Đức đồ á, mà tất cả các trang nữa nó bắt đầu giờ nó len lỏi vô, nó lại là nó tuyên truyền bậy bạ đó, thì em đi nít là cũng là vì cái vụ mà vaccine này đó, vô nó chơi trò báo cáo á đó. Thì em vô mà hồi chiều em cũng có đăng một bài đó là cái thằng cái gì biệt đội phi hổ phi hiệt gì đó vô cái trang tôi là dân quần chính để tuyên truyền đồ đó, bị dân nó đam cho thất mặt. Thì nói chung là mình trong đó mình cũng mừng là vì cái cũng có thanh niên cũng có, rồi những người hiểu, những người già người trẻ thì họ vẫn nhận biết được đâu là chính trị, đâu là bên gọi là cái cuộc sống thường ngày á, họ hiểu, nên đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Rồi em chỉ có những chia sẻ vậy thôi.